Đại sứ cách ly về Nam Định một buổi sáng đã có luôn ca nhiễm. Vũ Khắc Tiệp thật không ngoa với cái danh đại sứ cách ly, dù nhanh hay lâu, những nơi anh đã ghé thăm đều bị có dấu hiệu của Covid-19. Cứ mỗi lần dịch Covid-19 bùng phát, cái tên đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp lại được nhắc đến nhiều hơn cả. Không hiểu nguyên nhân thế nào mà ông bầu này đi đến đâu là nơi đó cách ly với giãn cách xã hội, thậm chí là có ca dương tính. Sáng ngày 7 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Nam Định thông báo địa phương này vừa ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trùng hợp thay Vũ Khắc Tiệp đã từng đến đây để đưa bố mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh ra mắt gia đình Ngọc Trinh. Gia đình anh ở Nam Định. Chính vì thế, để có cuộc gặp gỡ xui ra chấn động showbiz Việt, anh đã lặn lội về tận quê thăm và đón bố mẹ đi du lịch. Theo như Vũ Khắc Tiệp chia sẻ, đây là lần đầu tiên cả gia đình anh đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Anh có cuộc hội ngộ ngắn cùng gia đình, thắp hương nhang khói cho tổ tiên, ăn cơm và nhanh chóng cùng bố mẹ di chuyển đến nơi khác. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi sáng. Chỉ sau khoảng một tuần từ chuyến ghé thăm nhà vọn vẹn một buổi sáng của Vũ Khắc Tiệp, vào ngày 7 tháng 5, cơ quan chức năng thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã tiến hành phong tỏa xóm trại thuộc tổ dân phố Tây Kênh do xuất hiện một ca có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19, là con gái của bệnh nhân số 3126. Không những ghé thăm, chỉ cần Vũ Khắc Tiệp nhá hàng thì mọi địa điểm anh nhắc đến đều ban hành lệnh cách ly, phong tỏa các điểm vui chơi giải trí. Trước đó, Vũ Khắc Tiệp cũng từng bị công chúng gọi tên khi vừa check-in ở Phú Quốc thì ca dương tính cũng từng ở Phú Quốc. Trước những tình huống không may xảy đến, danh xưng đại sứ cách ly có vẻ phù hợp với Vũ Khắc Tiệp lúc này. Cộng đồng mạng hết sức ngao ngán, mong muốn ông bầu giữ đúng lời nói của mình, chắc ở yên một chỗ. Có vẻ như Covid-19 như một thế lực bí ẩn nhưng không thể thiếu được trong cuộc đời của Vũ Khắc Tiệp. Bên dưới bài đăng, hầu hết là những bình luận thể hiện sự liên quan đến khó giải thích giữa Covid và đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp. Dân tình bày tỏ quan điểm, nhắn nhủ ông bầu nên ngồi yên một chỗ và không nên gọi tên nơi nào, vì nếu không Covid-19 sẽ thính tai mà tìm đến. Một tài khoản còn dí dỏm bình luận, gọi Vũ Khắc Tiệp là sứ giả của Covid. Không phải tự nhiên mà Vũ Khắc Tiệp được mệnh danh là đại sứ cách ly. Không chỉ xuất hiện ở đâu mà Covid-19 đuổi đến đấy mà danh hiệu này của anh còn từng vươn ra thế giới khi cách đây không lâu. Anh gọi tên thành phố Paris, ngay sau đó một ngày, thành phố này đã phải phong tỏa. Còn khi anh vừa tự hào khoe check-in ở Paris để đánh lừa Covid-19 thôi, đang ở Phú Quốc, thì ngay sau đó Phú Quốc ghi nhận ca nhiễm mới do người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào. Tất nhiên câu chuyện chỉ là vui đùa mùa Covid-19 để giải tỏa căng thẳng trong những giờ cả nước cùng chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân Vũ Khắc Tiệp cũng chưa từng thể hiện sự phiền toái khi trở thành chủ đề chôn của cư dân mạng trong suốt một năm rưỡi qua.